đội tuyển Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng sau khi đánh bại Malaysia. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, cho biết đã thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng sau trận thắng 3-0 trước đội tuyển Malaysia tối ngày 12 tháng 12. Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng vô cùng thuyết phục trước đội tuyển Malaysia tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020. Lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã đập tan những nghi ngờ, lo lắng của người hâm mộ trước khi AFF Suzuki Cup 2020 bắt đầu, nhất là khi trước đó đội tuyển thua liên tiếp 6 trận tại vòng loại cuối World Cup 2022. Ngay sau khi trận đấu Việt Nam, Malaysia kết thúc, VFF quyết định thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng. Trước đó, đội tuyển Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng sau trận thắng đội tuyển Lào. Theo lịch thi đấu, 19h30 phút ngày 15 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển Indonesia. Đây cũng sẽ là trận đấu khó khăn và rất quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020.